Gói này cũng ngon nè, anh em nào mà nạp gói này cũng ngon nè. Mình gói này là được tính ra được 30 cái kẹo là cũng được 3k game rồi. 3k game đổi chọc cam được 3 chọc rồi. Đúng rồi, nó không nhảy. 300 mấy thì được 300 mấy. Hello anh, khỏi cần đọc tên em. Rồi ok bạn. Chào bạn nhé. Mom Blue. Nhà em màu vàng cộng thêm cái cục xít. Ừ, không nhảy đúng rồi ông ơi. Nó chỉ một đổi một à. Vãi thiệt. Vậy phải làm 5 ngày, làm full 5 ngày mới đủ đổi hết mấy cái kia. Bấm đồ nét mà nhảy không kịp lát. Đúng rồi, lúc đầu mình nghĩ là nhảy bí mà cuối cùng là đâu có nhảy đâu. Đây để đổi skin nhà review cho anh em xem cái skin nó màu đen thì lên cái nền văn minh Nhật Bản này, lên cái skin này đẹp không nha. Đổi kẹo thiếu bao nhiêu cái kẹo à, kẹo đâu thiếu 70 76 cái kẹo. Chắc Noel ra skin nhà bộ phòng phòng thủ 7 game. Có thể bạn chuẩn bị tới Noel rồi. Không mà ra ra bộ rồi thì chắc không ra nữa đâu. Ra bộ thì sẽ nó sẽ ra ra cung hoặc kỵ thôi, nó không ra ấy nữa đâu. Đây 100 kèo. 200 bí ngô, ủ đổ tốn thế, tốn bí ngô thế. 200 bí ngô vậy là còn có 300 bí ngô. Anh ơi, mát cái hộp 10 trên 10 thì thưởng gì? Mát cái hộp 10 trên 10 hả? À, thưởng tượng bạn à, tượng tím đây nè. 100 cái tượng tím, nếu mà bạn làm xong 100 cái nhiệm vụ thì sẽ nhận được 100 cái tượng tím. Muốn có skin là bắt buộc phải tốn. Đúng rồi bạn, nó tầm 9k game. Đây là đổi skin nhà cho anh em nha. Em nghĩ skin đẹp không nào? Mát đẹp luôn anh em. Đẹp vậy mà mấy ông chê.
Đâu cục xịt nào trên mái nhà? À cái trò này á hả? Cái trò tròn tròn này á hả? Nhà xấu tăng đẻo. Đẹp mà. Nhà nhìn ma mị các kiểu không? Nhìn cái kiểu giống kinh dị á. Cái này là cái tháp của người ta, cái tháp lâu đài mấy ông kêu xích xiết gì. 10k game 1 triệu Việt Nam đồng xấu quá. Anh cũng làm nghề ban trước. À khổ vậy.